Chào các bạn, hôm nay mình vào bếp làm món gỏi cuốn nha. Spring roll á. Để làm gỏi cuốn thì Kimberly có đây là thịt heo. Thịt heo ở đây là nửa ký đó, hơn 1 pound chút xíu. Còn đây là tôm. Tôm 1 pound chừng nửa ký luôn. Kimberly rửa sạch xong lấy chỉ nó ra đó. Rút chỉ ra lấy cây tăm xỏ ngang cái lưng nó rút ra. Còn thịt này Kimberly đã rửa với nước muối cạo sạch rồi. Mình cần có bún luộc nè, dĩa bún luộc ha. Đậu phộng rang, đậu phộng này các bạn bỏ vô lò 350 độ, với chút xíu muối, gắt muối vô cho đều này. Xong các bạn roast nó 22 phút. Chút xíu mình sẽ đập dập nó ra nha. Rồi ở đây Kim Ly có giá nè, có một dĩa giá nhỏ nhỏ mình ăn kèm cuốn lại cho nó ngon á. Rồi chanh, 2 miếng chanh, đây là 1 teaspoon muối với 1 teaspoon hạt nêm, một muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh đường, bánh tráng cuốn và rau sống này. Rau sống thì em lại có hẹ, lá cóc, salad với rau mint, húng cây đó, húng lủi với một ít rau tía tô với sau này là rau húng cây, tùy các bạn thích ăn cái rau mùi nào nha. Em lại có đậu phộng, peanut butter. Kimberly có tương ăn phở, hoisin sauce. Kimberly có ớt, ớt nè, sriracha, ớt. Rồi bây giờ mình sẽ luộc thịt với tôm nha. Ở đây 1 lít nước, Kimberly bỏ thịt vô. Đó, nước sắp sắp gì nha. Đừng quá nhiều nước nó bị hết ngọt cái miếng thịt. Rồi các bạn cho vô đây cho Kimberly một muỗng cà phê muối nha. Đó, các bạn luộc chừng nào mà gần chín rồi đó, các bạn hãy cho hạt nêm vô cho Kimberly nha, mình không có cho sớm. Rồi tôm này Kimberly cũng sẽ qua bên đó luộc luôn. Luộc thịt Kimberly đậy nắp lại cho nó sôi lên. Sau lên này các bạn hí hí nó ra như vậy nha, đừng có cho nó trào cái bọt kia thôi. Đây nước sôi rồi, Kimberly sẽ luộc tôm. Khi luộc tôm, Kimberly sẽ cho 1 muỗng cà phê muối vô nha. Muỗng lưng lưng này, cà phê muối vô. Rồi mình bỏ tôm vô mình luộc nha. Tôm luộc thì chỉ cần tôm nó sôi lên. Nó sôi lên chừng 1 phút là được rồi các bạn. Tôm nó chín nhanh lắm, mình luộc lâu quá nó sẽ khô. Đây, các bạn thấy nước nó sôi lại không? Đây. Đó, nó sôi lại 1 phút thôi là nó chín à. Bằng cách là các bạn bóp con tôm lên, các bạn bóp thử nè. Các bạn thấy cái độ cứng nó không? Là được rồi đó. Tắt lửa đi. Bây giờ Kimberly sẽ vớt nó ra, xong rồi mình lọc vỏ, mình chẻ đôi nó nha các bạn, tại tôm này lớn nè. Trong khi đợi thịt chín thì mình làm cái sốt nha các bạn. Để làm cái sốt Kimberly tất nương. Đây. Các bạn cho 3/4 khắp nha. Rồi các bạn sẽ cho 3/4 khắp nước vào. Mình chán chán mình lấy xuống hết nha. Cho vào đây 2 muỗng peanut butter, 2 muỗng đầy. Đậu phộng đó,
đậu phộng mà nó làm nhuyễn ra này nè. Cho 2 muỗng cho xin bơ đậu phộng. À, các bạn tán nó ra nha, rồi mình sẽ nấu nó lên. Bây giờ cái tương này nè, nó sôi á, nó tan cái bột à, nó tan cái đậu phộng á, kem đậu phộng ra rồi. Bây giờ Kimberly sẽ cho 1/4 khắp nước luộc thịt vô nha các bạn. Đó, 1/4 khắp nước luộc thịt vô cho nó ngọt ha. Cái thịt này Kimberly đã luộc nửa đường rồi đó. Bây giờ Kimberly cho cái hạt nêm vô nha. Làm gì cho miếng thịt nó ngọt. Đó. Giờ mình luộc chút xíu nữa cho nó mềm nha. Cái này luộc chừng 20 phút. Rồi. Cái này giờ các bạn quậy đều lên tắt lửa thôi, tại nãy Kimberly nấu cho nó sôi rồi đó. Giờ Kimberly sẽ đổ cái sốt vô đây nha. Các bạn thấy nó hơi sệt sệt vậy không? Đó. Dính nè. Nó còn nóng lắm. Bây giờ các bạn cho đường vô nha các bạn. Cho vô đây 1 muỗng canh đường cho Kim. Nó còn nóng, mình cho đường vô. Giờ Kimberly nặn chanh vô nè. Đây là một nửa trái chanh. Kimberly nặn 2 muỗng canh nha. Đó. Một miếng chanh đó là nửa trái, thì vô đây là 2 muỗng canh nước cốt chanh, rồi các bạn cho 1 muỗng canh tỏi vô cho Kim nha. Các bạn cũng có thể cho tương ớt vô bây giờ, nhưng Kim không có cho là tại vì có người ăn ớt có người không ăn ớt, thì khi mình ăn mình để vô thôi. Các bạn làm thử như vậy nha, rồi các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. Ngon lắm, chua chua mặn mặn, ngọt ngọt. Giờ Kimberly đã sắc thịt xong nè. Tôm Kimberly chẻ làm đôi nè các bạn thấy ha. Thịt sắc xong, bây giờ mình cuốn nha. Đây Kimberly có nước ấm, mình sẽ cuốn, mình nhúng bánh ha. À, các bạn nhúng nước ấm nha. Rồi bạn sẽ cho miếng cải salad vô. Sao sao mùi đó, mình sẽ cho 2 salad tóc vô. Có cái lá cốt ăn ngon lắm các bạn, nó chua chua, tùy các bạn thích hay không thôi nha, nhưng Kim thì thích. Đó, các bạn cho vài cọng giá nha. Có giá vô ăn nó có chút xíu nước, có chậm rất là ngon. Bây giờ cọng bún vô nha. À, các bạn sắp tôm rồi thịt, mình sắp săn kẽ nha các bạn. Tôm cho nó cùng một chiều á. Và
tới đây các bạn tính một cái đầu nó lại. Tính bên này nữa ha. Để các bạn bỏ tổng hệ vô. Cho nó lú cái đuôi ra chút xíu nha. Đây, nó như vậy. À, các bạn thích ăn nhiều rau thì bỏ thêm nhiều rau. Đây, Kimberly cuốn xong rồi nè. Bây giờ mình cho cái sốt nha các bạn. Đó, quậy cái sốt lên. Múc vô đây. À, bạn ăn cay thì các bạn cho thêm ớt vô nha. Mình cho đậu phộng vô cái. Này trên giữa nè. Mặc dù trong này nó có đậu phộng cà nhưng mà cái mình thêm đậu phộng này nữa rất ngon. Xong giờ các bạn cho tương ớt vô nha. Đây. Nhiều hay ít thì tùy theo các bạn nha. Đây các bạn thấy dĩa ngon không? Spring roll. Gọi cuốn. Rồi Kimberly mời các bạn nha. Ngon quá, giờ Kimberly ăn thử nha. Kimberly mời các bạn. Đó, mình quậy lên cho cái ớt với đậu phộng. Ăn thử nha. Ngon quá. Cái sốt mặn mặn ngọt ngọt với cay với béo. Nó có cái đậu phộng cà vô chấm rất là ngon nha các bạn. Với cái nước thịt nó ngọt. Ăn miếng nữa. Tất cả mùi rau. Rau mùi, có hơi vị chua chua của lá cóc rất là ngon, rất là thơm. Nếu nhà các bạn có lá cóc, các bạn bỏ vô, cái mùi nó rất là đặc trưng. Còn không các bạn có thể bỏ lá chua thơm thơm. Lá chua nó làm cho cái hậu hơi chua chua ăn rất là ngon, không có ngán. Emily rất thích ăn như vậy. Ngon quá. Kimberly hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp nha. Bye bye. See you next time.